الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chúng ta đã đến được với chương 63. Thì ở đây Usman xin tạm dịch là thi đua nhau làm những điều chuẩn bị cho cuộc sống đời sau, năng làm nhiều điều phúc. Thì đó là cái tựa. Thì ở đây tác giả đưa ra mỗi một câu kinh duy nhất cho cái chủ đề này, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun." Và những người mà luôn nỗ lực, luôn muốn cố gắng phấn đấu tìm kiếm cái ân phước của Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì những người đó đó hãy thi đua nhau trong sự việc đó. Tức là Allah bảo chúng ta phải, những ai mà có cái lòng ham muốn ân phước của Allah Subhanahu wa Ta'ala thì hãy thi đua nhau, hãy tranh giành nhau để gặt hái được những cái ân phước nơi Ngài. Thì đó là cái yêu cầu, sự kêu gọi của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala đã không bảo các bề tôi có đức tin của Ngài là tranh giành nhau, thi đua nhau xây nhà cao cửa rộng, hoặc là Ngài bảo những người bề tôi có đức tin của Ngài là phải tìm nhiều tiền của, phải tranh giành nhau xin đóng con cái, hay là tranh nhau để giành lấy quyền cao chức trọng. Mà Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo chúng ta, bảo những người bề tôi của Ngài hãy tranh đua nhau, hãy tranh giành nhau tìm kiếm ân phước nơi Ngài ở cõi đời sau qua các việc làm được Ngài hài lòng yêu thích. Bởi đó mới là thực sự là sự tranh đua có ý nghĩa và giá trị, và bởi đó mới đích thực là sự tranh đua khôn ngoan và có lợi. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala lúc nào cũng yêu thương chúng ta, và Ngài luôn hướng dẫn và chỉ đạo chúng ta những cái cách để chúng ta đến gần Ngài hơn, để chúng ta đạt được cái phần thưởng to lớn ở nơi Ngài. Thì đó là cái ý nghĩa của câu kinh mà chúng ta vừa nghe. Hadith 566. Hadith này do ông Suhail bin Sa'id radhiyallahu anhu thuật lại. Ông nói: có lần một nồi sữa được mang đến cho thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam, và Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã uống một phần của cái nồi sữa đó. Thì còn cái phần còn lại, thì lúc đó là bên phải của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam là có một cậu bé, chính là ông Ibn Abbas, và bên trái thì có những cái người lớn tuổi và những người bô lão. Thì lúc bây giờ thiên sứ của Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mới quay sang Ibn Abbas, tức là lúc đó ông ta còn là cậu bé. Thì Nabi nói: này cậu bé, cậu có cho phép ta đưa phần sữa còn lại cho những cái vị bô lão nằm bên trái của ta hay không? Thì lúc đó ông Ibn Abbas mới nói: không, thưa thiên sứ của Allah, thề bởi Allah, quả thực tôi không muốn nhường quyền được hưởng barakat từ người cho ai khác trước tôi cả. Thế là thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã đặt nồi sữa trong tay của Ibn Abbas. Thì cái hadith này chúng ta thấy rằng Ibn Abbas không phải là muốn tranh giành cái phần sữa để uống, mà Ibn Abbas không muốn nhường cái quyền được hưởng barakah. Bởi vì ngày xưa thời của Nabi á, tất cả các sahaba đều mong muốn là tìm kiếm cái barakah từ nơi cơ thể của người, qua những hành động của người, ngay cả từ nước bọt của người. Mỗi khi mà Nabi lấy nước wudu xong thì họ tranh nhau lấy cái phần dư thừa mà nó rơi rớt xuống từ cánh tay của người, từ mặt của người, từ chân của người, họ giành lấy cái barakah đó. Bởi vì Allah ban barakah qua những cái điều đó cho những người nào hứng lấy những cái phần dư thừa từ cơ thể của người. Thì ở đây cũng vậy, Ibn Abbas muốn barakah của Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho ông ta qua cái phần dư thừa lại sau khi mà Nabi đã uống. Thì bây giờ chúng ta nghe Ibn Abbas nói: không, thưa thiên sứ của Allah, thề bởi Allah, quả thật tôi không muốn nhường quyền được hưởng barakah từ người cho ai khác trước tôi cả. Bởi vì nếu như ta nói Ibn Abbas ích kỷ, không muốn chia sẻ,
thì sai, bởi vì các vị Sahaba ngày xưa họ luôn là những người muốn tìm kiếm cái ân phước của Allah, và họ luôn chia sẻ cho nhau, họ luôn vì người khác, họ không bao giờ vì bản thân mình. Họ có thể chia sẻ mọi thứ, ngay cả bản thân họ cần họ vẫn chia sẻ, nhưng mà ở đây họ tranh giành nhau những cái ân phước nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì bài học từ hadith này, đó là hadith chúng ta thấy rằng các vị Sahaba luôn luôn tranh nhau tìm lấy cái barakat qua những dấu vết của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta. Ông Ibn Abbas không muốn nhường cái đồ thừa của thiên sứ cho ai khác trước mình, vì ở cái phần đồ thừa, tức là cái phần sữa còn lại mà sau khi mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã uống á, là thứ mang lại barakat theo phép màu của Allah subhanahu wa ta'ala. Chứ Ibn Abbas radhiyallahu anhu không phải muốn tranh giành cái phần sữa để uống như là một sự ích kỷ, một sự hẹp hòi. Bài học thứ hai đó là hadith cho chúng ta thấy rằng, dạy các tín đồ Muslim chúng ta rằng, khi chúng ta mà tiếp đãi khách đó, thì chúng ta nên bắt đầu từ những người lớn tuổi và cao quý trước tiên, sau đó là những người ở bên phải của mình. Thì đó là cái phong cách, cái văn hóa đạo đức của Islam khi chúng ta tiếp đãi. Bài học tiếp theo từ hadith đó là hadith kêu gọi các tín đồ phải thực thi quyền lợi của mọi người, cho dù đó là đối, cho dù đó là người già hay là trẻ, lớn hay nhỏ. Thì ở đây Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cái quyền được hưởng barakah từ người là quyền của cái người bên phải trước. Nhưng mà Nabi muốn tiếp đãi theo cái phong cách, cái văn hóa của Islam, Nabi hỏi xin phép Ibn Abbas là có nhường cho bên trái được không, bởi vì bên trái là những người lớn tuổi. Nhưng mà Ibn Abbas đã không nhường, bởi vì Abbas không muốn nhường. Ibn Abbas có thể nhường được những thứ vật chất trên thế gian này, nhưng Ibn Abbas không muốn nhường những ân phước ở cõi đời sau. Bởi vì ân phước cõi đời sau tất cả chúng ta đều phải tranh nhau, ngay cả cha mẹ, con cái, vợ chồng chúng ta cũng phải tranh nhau, bởi vì vào ngày sau chúng ta phải trả cho nhau hết, và không ai có thể giúp được ai cả, không ai có thể can thiệp được cho ai cả. Thật ra tất cả vị Sahaba biết được điều đó, và họ luôn luôn tranh nhau, tranh giành lấy cái phần ân phước của họ. Bài học tiếp theo nữa, bài học cuối cùng của hadith này, đó là hadith kêu gọi các tín đồ Muslim chúng ta là phải biết lễ phép, phải biết kính trọng người già, người lớn tuổi. Và người trẻ cũng như người nhỏ tuổi thì nên nhường cho người già và người lớn tuổi hơn, để tỏ lòng kính trọng. Thì tuy nhiên cái việc nhường ở đây á, là đối với những cái lợi lộc của cõi trần, tức là trong Islam khuyến khích chúng ta nhường nhau, nhưng mà đối với những cái lợi lộc trên cõi trần này thôi. Còn riêng những cái ân phước ở cõi đời sau thì mỗi người chúng ta phải tranh đua nhau giành lấy. Chúng ta còn nhớ có một lần Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói với con của người, đó là bà Fatima. Nói này Fatima, lúc này đây trên thế gian này con có thể xin ba bất cứ điều gì, và ba sẽ cho con tất cả những gì ba có được. Nhưng mà ở ngày sau ba không thể là can thiệp cho con bất cứ điều gì chứ Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi đã nói với Fatima điều đó. Thì cái lời nói của Nabi dành cho bà Fatima cũng nhắc nhở rằng gì? Ở trên thế gian này chúng ta có thể nhường nhịn nhau, chúng ta có thể chia sẻ cho nhau bất cứ gì chúng ta muốn, nếu chúng ta thương ai đó, chúng ta quý ai đó. Nhưng chúng ta chỉ chia sẻ những thứ cái lọc trên thế gian này thôi, vật chất trên thế gian này thôi. Còn riêng ở cõi đời sau thì mỗi người chúng ta là tự ai nấy lo. Giống như chúng ta từng nghe một hadith mà khi mà vào ngày phục sinh đó, Allah triệu tập tất cả mọi người đứng trước cái nơi gọi là Al-Mahshar. Thì nhân loại mới đi tìm đến Nabi Adam, xin Nabi Adam can thiệp, và tìm đến cái gì Nabi khác nữa. Thì mỗi gì Nabi đều nói gì? Nafsi, nafsi. Có nghĩa là tự lo liệu đi. Mỗi người tự lo cho bản thân mình đi, không ai lo cho ai là được cả. Thì ta thấy vậy, những cái ân phước ở đời sau đáng để chúng ta tranh giành hay không? Rất là đáng. Hadith thứ hai của chương 63 đó là hadith 567. Ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói:
Nabi nói bainama Ayyub alaihi salam yaqtasilu uryanan fa kharra alaihi jaradun min dhahab. Nabi nói trong lúc mà Nabi Ayyub alaihi salam đang trần truồng tắm thì bỗng những miếng vàng trông giống những con châu chấu rơi xuống. Faja'ala Ayyub yahtathi fi thawbi fanadahu rabbuhu ya Ayyub. Thì lúc bây giờ khi nhìn thấy những cái miếng vàng đó rơi xuống thì Nabi Ayyub đã vội cúi người xuống và nhặt miếng vàng đó và ném vào trong cái áo mình mà để trên cái ở gần đó đó, ném vào trong đó. Thì lúc đó fanadahu rabbuhu ya Ayyub. Thì lúc đó thượng đế của người mới gọi người: "Này Ayyub, alam akun aghnaytuka amma tara?" Này Ayyub, há ta đã không ban cho ngươi đầy đủ ngoài những gì mà ngươi nhìn thấy ư? Thì lúc bấy giờ Nabi Ayyub mới trả lời, Nabi nói: "Qala bala wa izzatika walakin la ghina bi an barakatika." Chúng ta hãy nghe, chúng ta chịu khó nghe, suy nghĩ, nghe và lắng nghe, tập trung một chút. Nabi Isa, Nabi Ayyub đáp là: "Thưa, không phải như vậy." Tức là không phải giống như gì mà Allah nói hồi nãy. "Thề bởi quyền lực và sức mạnh của Ngài, nhưng bề tôi không hề thấy đầy đủ từ cái barakah của Ngài, tức là từ cái hồng phúc nơi Allah subhanahu wa ta'ala." Tức là đối với vật chất trần gian á, là Nabi đã đủ quá đủ, nhưng mà đối với cái barakah mà Allah ban cho thì Nabi giúp không hề thấy đủ, muốn thêm nữa từ barakah của Ngài. Bài học từ cái hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith kêu gọi chúng ta nhận lấy những cái barakah và hồng phúc mà Allah đã ban cho. Tức là khi nào Allah ban cho chúng ta hãy nhận lấy nó, đón nhận nó. Bài học thứ hai đó là hadith cho chúng ta thấy rằng chúng ta được phép, những người Muslim chúng ta được phép tích góp tiền của nhằm mục đích mang lại lợi ích cho bản thân mình và mang lại lợi ích cho người khác. Thì đây là điều Islam khuyến khích, chứ Islam không khuyến khích mỗi người tín đồ sống khắc khổ, sống nghèo khó. Không, Islam chỉ nói những ai mà đã được sự an bài như vậy á, thì hãy so bớt, chứ Islam không có khuyến khích. Mà Islam khuyến khích kêu gọi những ai có khả năng tìm kiếm được bổng lộc của Allah thì hãy làm giàu, và hãy dùng sự làm giàu đó để mang lợi ích cho bản thân mình và cho người khác, thì đó là điều tốt nhất. Bài học thứ hai, bài học thứ ba từ hadith này đó là hadith kêu gọi người bề tôi chúng ta hãy luôn luôn cầu xin Allah. Chúng ta hãy thường xuyên cầu xin Allah và cầu xin mãi Allah subhanahu wa ta'ala. Và chúng ta hãy cứ ham muốn những gì nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Và chúng ta hãy luôn cảm thấy rằng mình rất cần đến sự ban bố của Ngài. Và bài học cuối cùng từ hadith đó là hadith khẳng định rằng việc mà chúng ta tắm trần truồng khi chúng ta ở riêng một mình là được phép trong giáo lý Islam, miễn sao là chúng ta không để người khác nhìn thấy chúng ta. Bởi vì có một số người thì họ thái quá, họ nói đi tắm mà không được cởi hết quần áo. Có một số người họ nói như vậy, và họ nói đó là cách những người mà alim, những người mà ngoan đạo là phải nên làm. Thì đây là bằng chứng cho thấy là gì? Không phải, mà Islam không có cấm chuyện đó. Tức là khi chúng ta tắm hay là khi chúng ta ở một mình thì chúng ta được quyền tự do đó, miễn sao là chúng ta đừng để người khác thấy, trừ vợ hay là chồng của mình nhé. Sao đó là chương 64 thì ở đây nó muốn nói là phúc của người giàu biết tri ân Allah subhanahu wa ta'ala. Và nói về thì sự tri ân ở đây á, họ giải thích đó là chi dùng tiền của cho con đường chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì ở đây Allah đưa, tác giả đưa ra cái câu kinh chúng ta đã học rồi, đó là lời phán Allah subhanahu wa ta'ala: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
Đối với ai bố thí và sợ Allah, tin nơi cái tốt thì ta Allah sẽ làm cho con đường đến với thiên đàng dễ dàng và thuận tiện hơn cho y. Và câu kinh thứ hai đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Taala: Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha wajhi rabbihi al'a wa la sawfa yarda. Allah Subhanahu wa Taala phán, và nó tức là quả ngục sẽ được giữ xa khỏi người ngay chính sợ Allah. Thì Allah giải thích thêm đó là ai, thì tức là những người ngay chính sợ Allah là ai, thì Allah nói đó là người mà y đã bố thí tài sản của mình để thanh lọc bản thân và đã không đòi hỏi một ai trả ơn mình về ân huệ mà y đã cho người, chỉ vì mà y chỉ vì muốn tìm sắc diện của thượng đế của y mà thôi. Và chắc chắn rồi đây y sẽ hài lòng về phần thưởng mà Ngài sẽ ban cho y vào đời sau. Thì đó là đây là muốn nói là những người giàu có tiền của, nhưng họ lại ngoan đạo, họ lại chi dùng cho con đường chính nghĩa của Allah Subhanahu wa Taala, họ biết tri ân Ngài. Câu kinh tiếp theo nữa mà tác giả đưa ra cho chủ đề này, chú chương 64, đó là In tubadu sadaqat fa ni'mahi. Nếu các ngươi làm sadaqah mà các ngươi công khai cho mọi người biết về những món vật mà các ngươi bố thí làm sao ta có, thì điều đó cũng tốt, bởi vì cái việc làm đó giống như các ngươi đang công khai điều tốt cho mọi người. Ý Allah nói gì vậy? Nhưng wa in tukhfuha, nếu các ngươi giấu kín, tức là làm cách âm thầm, wa tu'tuhal fuqara, và các ngươi trao những cái món vật bố thí đó đến tận tay những cái người nghèo, những người cần, fahuwa khayrul lakum, thì điều đó tốt hơn cho các ngươi. Allah xác nhận, tức là khi chúng ta làm sao ta có cái công khai vẫn tốt, nhưng mà tốt hơn là các ngươi gì, làm một cách âm thầm lặng lẽ, làm đừng để nhiều người biết. Bởi vì sao? Bởi cái việc làm đó chúng ta tránh được cái sự ria. Và sau đó Allah Subhanahu wa Taala phán, thì khi chúng ta làm được những điều đó, chúng ta làm một cách kín đáo, thầm kín cái gì sao ta có của chúng ta, thì ngoài việc chúng ta được điều tốt, tránh được điều ria, thì chúng ta còn được những gì? Allah nói wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, cái việc làm đó nó sẽ xí xóa đi khỏi các ngươi những cái tội lỗi. Wallahu bima ta'maluna khabir, và Allah là đấng thông toàn những gì các ngươi làm, có nghĩa là không cần các ngươi phải công khai những cái việc làm bố thí của các ngươi, thì Allah vẫn biết và Allah hiểu rõ tường tận, và Allah sẽ ban thưởng cho các ngươi đầy đủ, không thiếu mà chỉ có hơn. Tức là những ai thực sự làm sao ta có gì Allah, một cách âm thầm, một cách lặng lẽ, thì cầu xin Allah Subhanahu wa Taala hướng dẫn và phù hộ cho chúng ta là những người luôn làm sao ta có bằng cả tấm lòng về Ngài, và luôn làm sao có một cách âm thầm lặng lẽ, và sẽ hưởng được trọn vẹn cái phần ân để hưởng được cái trọn vẹn cái phần ân phước mà Ngài ban cho dòng sao ta có, inshallah. Câu kinh thứ hai, cái câu tiếp theo nữa mà tác giả đưa ra cho chủ đề này, câu kinh cuối cùng, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Taala: Lan tanalul birra, các ngươi sẽ không bao giờ đạt được đến mức đạo đức, tức là các ngươi sẽ không bao giờ đạt được đến mức sự ngoan đạo trọn vẹn, hay là đạt được đến cái đức tin iman trọn vẹn, sẽ không thể đạt được. Hatta, trừ phi, cho đến khi nào, ngoại trừ chúng ta làm gì? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, cho đến khi nào mà các ngươi chi dùng làm sao ta có, chi dùng tiền bạc tài sản của mình cho chính nghĩa của Allah, những cái vật mà các ngươi yêu thích nhất, thì đó là cảnh giới cao nhất, đó là cảnh giới của những người ihsan. Thường thường chúng ta cho đi là cho đi những cái mà chúng ta không cần nữa, phải không ạ? Hoặc là chúng ta không ít cần, hoặc là không cần lắm. Chúng ta ít cho đi những thứ mà chúng ta cần. Thì những
Ở trong bài trong tuần trước chúng ta học là Nabi Allah Subhanahu đã ca ngợi những người Ansar, những người dân Madina khi mà Allah Subhanahu wa Taala đã kết nối tình nghĩa anh em giữa họ với những người di cư từ Makkah đến. Thì những người Ansar Nabi nói: ai có cái gì hãy chia sẻ cho những người anh em của mình. Thì những người Ansar đó họ đã chia sẻ, thậm chí họ chia sẻ mặc dù là bản thân họ là cần rất là nhiều nhưng mà họ vẫn chia sẻ. Thì đó là cái iman, đó là cái đạo đức trọn vẹn, cái sự ngoan đạo đến cái cảnh giới là ihsan. Thì Allah nói các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức trọn vẹn trừ phi các ngươi chi dùng cho chính nghĩa của Allah những vật mà các ngươi yêu thích nhất, mình thích, mình cần nhưng mà mình vẫn chia sẻ. Đó là tấm lòng thành của mình thực sự. Và Allah Subhanahu phán: "Wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim." Đây là một cái lời, một cái thông điệp cho chúng ta an ủi những ai làm tốt. Hỡi những người có đức tin, bất cứ việc gì mà các ngươi chi ra, dù ít hay nhiều, dù có ngươi chi ra không ai biết cả, ngay cả tay phải cho đi mà tay trái không biết, thì các ngươi hãy biết rằng quả thực Allah Subhanahu wa Ta'ala bihi alimun, đó là am tường và biết rõ những cái điều đó. Thì đừng sợ hãi gì cả, hãy làm tốt vì Ngài, đừng sợ, đừng lo lắng gì cả. Thì đó là cái ý của cầu kinh mà Allah muốn nói chúng ta, muốn phán cho chúng ta. Chúng ta đến hadith. Hadith 568, ông Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "La hasada illa fi ithnain." Chớ ghen tị với ai, thì ghen tị ở đây nó có nghĩa là chớ mơ ước được giống như ai đó, ngoại trừ hai hạng người thôi. Thì Nabi nói hai hạng người. Hạng người thứ nhất đó là rajulun atahu Allah malan fa yusallituha fa sullita ala halakatihi fil haqq. Dạng người thứ nhất đó là một người được Allah ban cho của cải, tài sản, và người đó đã chi dùng tài sản và của cải của mình trong những cái điều chân lý của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tức là luôn chi dùng cho con đường mà Allah hài lòng. Thì đó là một nhóm người, những cái hạng người mà chúng ta hãy mơ ước giống như họ, còn không đừng mơ ước. Đó là người thứ nhất. Một hạng người thứ hai đó là một người được Allah ban cho sự khôn ngoan, tức là cho kiến thức Islam, và y đã thực hành theo sự khôn ngoan đó, tức là làm đúng theo chỉ đạo của Allah Subhanahu wa Ta'ala và truyền dạy nó lại cho người. Thì đó là cái nhóm người thứ hai mà chúng ta cần mong ước giống họ. Còn không thì chúng ta đừng mơ ước giống ai cả. Nhưng mà ít khi chúng ta mơ ước giống như vậy lắm. Chúng ta chỉ mơ ước là được giàu có, phải không ạ? Được chức quyền. Thì cái hadith này chúng ta đã học xong ở chương 60. Chúng ta xem lại cái hadith 541 của chương 60 á. Chương 60 sau đó. Tiếp theo là hadith 569. Ông Ibn Umar radhiyallahu anhu thuật lại rằng tiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói. Thì hadith này cũng giống như hadith trên nhưng mà nó khác một chút thôi. Ta trong một cái đường dẫn truyền khác. Thì Usman sẽ tạm dịch. Thì Nabi nói là các ngươi chớ mơ ước được giống như ai đó ngoại trừ hai hạng người, giống như tôi đang nghe nói. Hạng người thứ nhất đó là một người được Allah ban cho Quran và y đọc nó ban đêm và thực hành nó ban ngày, hoặc là y đọc nó ngày đêm. Thì các ngươi hãy mơ ước. Thì là bị nói người mơ ước khi gặp cái người này á, thì hãy nói nếu mình được ban cho giống như vậy thì mình sẽ làm giống như y đã làm. Nếu như mơ ước thì hãy mơ ước như vậy. Và một người thứ hai nữa đó là một người được Allah ban cho tiền của và y đã chi dùng một cách đúng đắn theo con đường chân lý của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì cái người mơ ước á, khi gặp họ, gặp những người này thì hãy nói, nếu có mơ ước thì hãy nói nếu mình được ban cho giống như vậy thì mình sẽ làm giống như y đã làm. Thì đó là hai điều mơ ước
nếu như chúng ta muốn mơ ước, khi chúng ta nhìn thấy ai đó thì hãy mơ ước. Khi gặp hai cái nhóm người này thì bài học từ hadith đó là hadith mang ý nghĩa tương đồng với hadith 569 chúng ta vừa nghe hồi nãy. Nhưng có một điều nữa, có một điều đó là gì? Hadith này nó cho biết về cái ân phúc của việc đọc Quran, đồng thời chấp hành và thực thi theo những gì trong nó. Vì chúng ta, nếu như chúng ta đọc Quran, chúng ta học thuộc đồng Quran, chúng ta hiểu được ý nghĩa của Quran và chúng ta làm theo nó, thì chúng ta là người phúc đức nhất trên thế gian này. Hadith 570, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng có một lần những người nghèo Muhajir họ chạy đến gặp thiên sứ. Một hadith khác nói rằng gì? Khi mà Nabi vừa lễ nguyện Salat xong thì có một nhóm người nghèo Muhajir họ bắt đầu chạy ùa đến gặp Nabi, thở hổn hển, hấp tấp, vội vàng, giống như đang có một cái chuyện gì rớn lao xảy ra vậy. Thì họ đến gặp Nabi thì họ mới nói, những người giàu có, tức là họ vừa thở hổn hển, họ vừa nói thưa thiên sứ của Allah, những người giàu có kia đạt được những cấp bậc cao và được ân thưởng nhiều hơn chúng tôi nơi thiên đàng. Thì nghe được những lời này, thiên sứ không biết gì hết, thì hỏi nguyên nhân gì mà họ được như vậy, như thế nào. Thì những người nghèo Muhajir này nói, Muhajir là những ai ạ? Tức là những người di cư từ Mecca đến á. Thì họ nói, những người nghèo này mới nói với là bì, họ nói là những người giàu đó họ dâng lễ nguyện Salat, chúng tôi cũng dâng lễ nguyện Salat. Những người giàu đó họ nhịn chay, chúng tôi cũng nhịn chay, giống nhau. Nhưng những người giàu đó họ làm sadaqah, còn chúng tôi thì không. Những người giàu đó họ giải phóng nô lệ, họ có tiền để chuộc những nô lệ họ giải phóng, tìm ân phước, còn chúng tôi thì không. Chúng ta thấy những người nghèo này đến gặp Nabi có phải là họ muốn Nabi cho họ rizki hay không? Có không? Không. Họ muốn đến đây để tìm ân phước ở ngày sau. Họ muốn tranh đua giành nhau. Hình ảnh của họ thực sự khác xa với hình ảnh chúng ta trong ngày hôm nay. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala hướng dẫn và phù hộ chúng ta thành những người giống như họ. Rồi thì lúc bây giờ sau khi nghe được những lời này thì Nabi Muhammad SAW mới nói: Afala u'allimukum shay'an tutrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdalu minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Nabi Muhammad SAW nói: các ngươi có muốn ta dạy cho các ngươi một điều mà nếu các ngươi làm nó thì những người hơn các ngươi hoặc không bằng các ngươi trong ân phước mà các ngươi than phiền hồi nãy giờ đó, thì không ai trong bọn họ có thể tốt hơn được các ngươi ngoại trừ ai đó làm giống như các ngươi đã làm. Có nghĩa là Nabi sẽ dạy cho những người này một điều mà nếu như họ làm, họ duy trì làm thì họ sẽ tốt hơn những người giàu có kia, trừ phi những người giàu có kia làm giống như họ. Thì họ nói dĩ nhiên là chúng tôi muốn, thưa thiên sứ của Allah. Thì sau đó thiên sứ mới dạy họ một điều, đó là thiên sứ nói các ngươi hãy sau mỗi lễ nguyện Salat Fard, các ngươi hãy nói gì? Tasbih, tức là nói Subhanallah 33 lần, Takbir 33 lần và Tahmid 33 lần. Thì đó, làm được những cái điều này chúng ta sẽ tốt hơn những người giàu có kia đi làm Salat. Nếu như chúng ta ngang bằng họ trong việc Salat, trong việc nhịn chay, trong việc tất cả những việc quan đạo khác. Thì sau một thời gian, những người nghèo Muhajir này lại quay lại than phiền với thiên sứ Muhammad Sallam. Họ nói những người anh em đồng đạo của chúng tôi, giàu có của chúng tôi đã nghe thấy được những gì chúng tôi làm và họ đã làm giống như vậy. Tức là họ muốn than phiền với Nabi rằng cuối cùng họ vẫn thua những người đó. Thế là thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ. Thì đây là câu kinh trong Quran. Allah nói ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ, tức là đó là hồng phúc của Allah, Ngài muốn cho ai tùy ý Ngài. Tức là đến đây, nếu như mà hai người, người nghèo và người giàu, họ hành đạo giống như nhau, ngang bằng nhau,
thì lúc bấy giờ người giàu sẽ tốt hơn họ. Thì đó là sự an bài của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Người giàu họ biết tri ân Allah Subhanahu wa Ta'ala, họ được điều tốt. Còn người nghèo, nếu như họ biết sabr bởi sự an bài của Allah thì họ sẽ được điều tốt. Chúng ta không thể chối cãi được, chúng ta không thể làm gì được nữa. Chúng ta tìm hiểu đến những bài học từ hadith chúng ta vừa nghe. Bài học thứ nhất, đó là hadith cho chúng ta thấy các vị sahaba luôn nỗ lực tìm kiếm cái ân phước của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Họ luôn tranh nhau, họ luôn dành nhau làm điều thiện tốt, và họ muốn, vì họ muốn được cái ân phước ở nơi ngày, vào ngày sau. Bởi vì họ hiểu được cái phần ân phước ở cõi đời sau nó to lớn như thế nào, và họ hiểu được bản thân họ cần những cái ân phước đó như thế nào. Bài học thứ hai, đó là hadith cho chúng ta thấy được cái phúc của những người giàu có biết tri ân Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì đây chính là cái tiêu đề của chủ đề của cái chương 64, đó là người giàu mà họ biết tri ân Allah Subhanahu wa Ta'ala bằng cách họ chi dùng sự giàu có của họ cho con đường chính nghĩa của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bài học tiếp theo nữa, đó là hadith cho chúng ta biết rằng có rất nhiều cách để chúng ta làm điều thiện tốt, để chúng ta làm sao ta có, để chúng ta làm tìm cái sự hài lòng nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bài học tiếp theo nữa, đó là hadith kêu gọi người giàu, người giàu có, người dư giả phải nên biết tận dụng sự giàu có của mình, sự dư giả của mình để gặt hái nhiều hơn nữa cái ân phước của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bởi vì có những người nghèo họ không có cơ hội đó. Giống như những người Muhajir, họ muốn mà không được. Còn chúng ta là những người giàu có, chúng ta có cơ hội, hãy biết tận dụng nó. Và chúng ta hãy kêu gọi, và hadith kêu gọi người nghèo phấn đấu đi tìm sự giàu có để gặt hái ân phước qua con đường chi dùng tài sản cho con đường chính nghĩa của Ngài. Bài học tiếp theo nữa, đó là hadith cho chúng ta biết được rằng ân phước của những lời tụng niệm zikir sau mỗi lễ nguyện Salat Fardu vô cùng lớn lao. Chúng ta đừng nên bỏ lỡ những cái ân phước này. Usman thấy có nhiều người á, Assalamu alaikum bên phải xong, chưa bên trái nữa là họ đang nhóm, họ nhóm cái mâm của họ dậy là muốn đi rồi. Mà nhiều khi chẳng phải là họ bận rộn chuyện gì cả, họ chỉ muốn rời khỏi masjid rồi ra ngoài masjid rồi họ đi bình thường trở lại, tức là chẳng có làm gì cả. Thì họ đã mất đi một cái ân phước vô cùng to lớn, mà nó không mất đi công sức của chúng ta, không mất đi tài sản của chúng ta. 5 phút chúng ta nói tasbih Subhanallah 33 lần, Allahu Akbar 33 lần, Alhamdulillah 33 lần, chúng ta sẽ được cái ân phước mà chúng ta vừa nghe. Thì cầu xin Allah Subhanallah phù hộ chúng ta là những người luôn biết trân quý, luôn biết tận dụng những cơ hội mà Allah ban cho chúng ta. Và bài học cuối cùng từ hadith, đó là hadith như muốn nói rằng sự giàu nghèo trên thế gian này đều là sự thử thách mà Allah đã ban xuống cho đám bề tôi của Ngài. Ngài thử thách đám bề tôi của Ngài trên thế gian này qua sự giàu và sự nghèo. Nếu như ai đó được Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho sự giàu có, người đó biết tri ân thì người đó đã vượt qua được sự thử thách, và người đó là người phúc đức nhất trên thế gian này. Còn nếu ai đó đã được Allah an bài cho sự nghèo khó, người đó biết kiên nhẫn, biết chịu đựng, thì người đó sẽ vượt qua sự thử thách của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và người đó cũng là người sẽ hưởng được cái ân phúc to lớn nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala ngày sau. Như vậy, người mà có đức tin, chúng ta là những người có đức tin, những người iman, những người tin tưởng nơi Allah và nơi cõi đời sau, nơi thiên đàng của Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì chúng ta phải kiên nhẫn trong hoàn cảnh khó khăn và eo hẹp, và chúng ta phải biết cảm tạ Allah Subhanahu wa Ta'ala, chúng ta phải biết ơn Ngài
Khi mà chúng ta được Ngài ban phát chúng ta những bổng lộc, sự giàu có, sự dư dả, thì chương 65 này mang tựa đề là chúng ta phải luôn nghĩ đến cái chết, và chúng ta phải biết kìm hãm lại cái ước muốn của mình. Thì ở đây tác giả đưa ra nhiều câu kinh Quran, thì chúng ta cùng nhau đọc kinh Quran inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah subhanahu wa ta'ala phán với ý nghĩa là mỗi linh hồn đều phải nếm lấy cái chết, và chỉ vào ngày phục sinh thì các ngươi mới được đền bù lại trọn vẹn phần công lao của các ngươi, tức là hỡi con người. Bởi thế ai mà được bóc đi xa khỏi quả ngục và được thu nhận vào thiên đàng thì người đó chắc chắn sẽ được thành công. Đó là những người thành công. Và thế giới trần gian này chỉ là sự hưởng thụ đầy dối trá. Quân tiếp theo đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Và không một linh hồn nào biết rõ việc gì y sẽ tìm kiếm được vào ngày mai, và không một linh hồn nào biết được đâu là mảnh đất mà y phải chết, y sẽ chết. Thì quả thực Allah là đấng hiểu biết và am tường. Chúng ta thấy đây này. Và Allah subhanahu wa ta'ala phán trên một câu kinh khác: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ. Và mỗi cộng đồng đều có một thời hạn ứng định, tức là có một cái tuổi thọ nhất định. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ. Và bởi vậy mà khi nào mà cái tuổi thọ đó hay là cái thời hạn đó đã chấm dứt, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً. Họ sẽ không bao giờ trì hoãn được một khoảnh khắc nào. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Và cũng không thể ra đi sớm hơn, tức là khi mà đã ấn định rồi chúng ta không bao giờ trì hoãn hay là chúng ta muốn sớm hơn một thời khắc nào được. Đó không phải là quyền của chúng ta, cũng không phải là quyền của cái gì mà là ai cả. Ngay cả các vị thiên thần đến rút hồn của chúng ta cũng không được quyền như vậy, mà chỉ nằm trong quyền một mình Allah subhanahu wa ta'ala duy nhất. Allah subhanahu wa ta'ala phán trong câu kinh khác: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Này hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng để tài sản con cái của các ngươi làm cho các ngươi sao lãng việc tưởng nhớ Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Và ai làm như vậy thì đó là những người thất bại và thua thiệt. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَيْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán tiếp tục, Ngài nói: Và các ngươi hãy chi dùng từ nguồn tài sản mà ta, tức là Allah, đã ban phát cho các ngươi vào việc thiện tốt trước khi mà cái chết nó xảy đến với mỗi người trong các ngươi. Bởi vì lúc đó y sẽ nói trong sự hối tiếc, tức là khi mà vào ngày sau, khi gặp được quả ngục và thiên đàng, thì những người này họ sẽ hối hận, họ sẽ nối tiếc và họ sẽ nói: Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài hãy gia hạn thêm cho bề tôi một thời gian ngắn nữa thôi, thì chắc chắn bề tôi sẽ làm từ thiện và sẽ là một người ngoan đạo. Một lời hứa nếu như. Nhưng Allah subhanahu wa ta'ala không bao giờ gia hạn cho bất cứ một linh hồn nào một khi đã mãn hạn. Và Allah là đấng am tường tất cả những gì các ngươi làm, tức là những gì các ngươi hứa, những gì các ngươi làm, Allah biết hết. Cho dù Allah có cho những người đó trở về trần gian trở lại thì họ cũng vẫn như vậy.
Trong câu kinh khác, Allah Subhanahu wa Ta'ala phán, nó hơi dài, Usman chỉ đọc cái nội dung ý nghĩa. Mãi tới khi một trong số chúng đối diện với cái chết thì y sẽ lại lục giáng sinh. Ôi Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài cho bề tôi quay trở lại trần thế, hy vọng rằng bề tôi sẽ làm việc thiện và ngoan đạo mà bề tôi đã bỏ mất. Không, đó chỉ là lời nói trên môi. Allah Subhanahu wa Ta'ala đáp trả lời hỏi nói rằng, không, đó chỉ là lời nói trên môi của các người mà thôi. Rồi trước mặt chúng, tức là những kẻ đó, sẽ là một cõi barzakh ngăn cách chúng với trần thế cho đến ngày chúng sẽ được phục sinh trở lại, tức là ở cõi chết, ở cõi mộ. Rồi khi tiếng còi tận thế được thổi lên, tức là tiếng còi Rodifa, thì vào ngày đó sẽ không có tình máu mủ ruột thịt giữa bọn chúng nữa, và cũng sẽ không có hỏi thăm ai, sẽ không có ai hỏi thăm ai cả. Thì ở đây chúng ta từng nghe Nabi nói vào ngày phục sinh, Allah cho hai người vợ chồng đến, vợ là hỏi, Allah bảo ngươi hãy đòi quyền, tức là đòi người này trả cho ngươi và đòi người này vợ, đòi chồng thì chồng đòi vợ. Thì hai vợ chồng đòi nhau và họ đã vui sướng khi họ đòi được công bằng của nhau, trong khi họ đã từng yêu nhau, họ đã từng chia sẻ cho nhau, họ đã từng hy sinh với nhau trong thế gian này. Thì ở đây Allah nói, Allah khẳng định, rồi khi tiếng còi tận thế được thổi lên thì vào ngày đó sẽ không có tình máu mủ ruột thịt giữa bọn chúng nữa, tức là ngay cả cha mẹ con cái và ngay cả những người bạn đời của mình, chúng ta đầu óc tay gối, chúng ta vẫn không thể giữ được cái tình yêu đó, không chia sẻ, không muốn chia sẻ nữa, và cũng sẽ không có sự hỏi thăm ai cả. Nhưng ai mà những bàn cân của họ thì ở trong thời điểm này, vào lúc bấy giờ, chúng ta chỉ tính cái việc làm của chúng ta, cái trọng lượng của chúng ta trên chiếc cân Al-Mizan. Nhưng ai mà những bàn cân của họ nặng với những việc làm thiện tốt thì đó là những người thành đạt, những người thành công, những người sẽ được vào thiên đàng inshallah. Còn những ai mà những bàn cân của họ nhẹ, nhẹ là do những cái việc làm thiện tốt họ ít quá, thì đó là những kẻ thua thiệt bản thân mình, cho bản thân mình. Thì những kẻ đó sẽ ở trong quả ngục. Allah nói chúng sẽ ở trong quả ngục đời đời, tức là mãi mãi, không có ngày trở ra. Lửa của quả ngục sẽ thiêu đốt bộ mặt của chúng, và trong đó chúng nhe răng như cười. Một cái sự châm biếm, một sự chỉ trích, một sự hạ nhục. Há những lời mặc khải của ta, tức Allah, đã không được đọc nhắc nhở các ngươi rồi các ngươi đã cho là điều giả dối đó sao? Chúng sẽ thưa, lạy Thượng Đế của bài tôi quá đổi cùng cực cho nên đã trở thành một đám người lầm lạc. Bắt đầu họ đưa ra nhiều lý do. Thì ở đây Allah nói một lý do, đó là họ nói họ khổ quá, họ nghèo quá, họ phải vất vả với cuộc sống này, thế ra họ mới lầm lạc như vậy. Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài đưa chúng tôi ra khỏi quả ngục này. Sau này nếu bầy tôi tái phạm thì quả thực bầy tôi sẽ là những người làm điều sai quấy. Tức là cứ hứa, lần này vẫn còn hứa với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala phán, hãy cút vào trong đó và chớ thưa bẩm gì cả. Thì quả thực trong số đám bề tôi của ta, Allah phán, quả thực trong số đám bề tôi của ta có một phần tử cầu nguyện thưa, lạy Thượng Đế của bầy tôi tin tưởng, xin Ngài tha thứ và khoan dung bầy tôi, bởi vì Ngài là đấng rất mực khoan dung. Thì đây là những người có đức tin, những người tin nơi Allah và tin nơi thiên sứ của Ngài. Nhưng các ngươi, Allah nói với những kẻ trong quả ngục, nhưng các ngươi đã chế giễu họ, tức là chế giễu những người có đức tin, đến nỗi việc nhạo báng đã làm cho các ngươi quên mất thông điệp nhắc nhở của ta trong lúc các ngươi mãi mê nhạo báng họ. Quả thực ta, Allah ân thưởng cho họ vào ngày này, tức là ngày phán xét cuối cùng, ngày phục sinh, về việc mà họ đã kiên nhẫn chịu đựng, tức là chịu đựng trước sự châm biếm của các ngươi, trước sự chế nhạo của các ngươi, mà họ vẫn khăng khăng vẫn bước trên con đường họ đã chọn, tức là con đường Islam. Quả thực họ là những người thành đạt. Allah phán tiếp tục, các ngươi đã ở trên trái đất bao năm? Thì chúng thưa,
Bầy tôi đã ở lại đó chỉ một ngày hay nửa ngày gì đó. Xin Ngài hãy hỏi những vị ghi sổ, tức là hỏi những vị thiên thần mà ghi chép. Thì Allah phán, quả thật các ngươi chỉ ở đó một chốc lát nếu các ngươi biết được điều đó. Ở đây muốn khẳng định, thế giới trần gian này đối với Allah subhanahu wa ta'ala chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Allah phán, innahum yarawnahu ba'ida wa inna narahu qariba. Allah phán, chúng nhìn thấy giờ tận thế rất là xa vời, còn đối với ta thì ta nhìn thấy đó rất là ngắn ngủi, rất là gần. Thì phải chăng các ngươi nghĩ rằng ta đã tạo hóa các ngươi chỉ để vui chơi phù phiếm và các ngươi sẽ không trở lại gặp ta ư? Thì đây là câu hỏi cho chúng ta. Khi chúng ta làm một điều gì đó, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta có phải trở về gặp lại để trình diện trước Allah subhanahu wa ta'ala để Ngài xét xử cái hành động của chúng ta hay không? Thì chúng ta hãy nên cẩn thận trước khi chúng ta làm một việc làm nào đó. Thì đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. Còn một câu kinh nữa, Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِي أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمْدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng, há chưa phải là lúc để cho các ngươi, để cho những ai có đức tin ý thức rằng trái tim của họ nên kính sợ và phủ phục trước lời nhắc nhở của Allah subhanahu wa ta'ala và trước điều chân lý mà Ngài đã ban xuống hay sao? Và không nên như là những kẻ đã được ban cho kinh sách trước đây, tức là những người Do Thái và những người Thiên Chúa giáo. Do bởi thời gian đã kéo dài cho nên tấm lòng của chúng chai cứng lại và đa số bọn chúng là những kẻ bất tuân giới luật. Thì đây là những câu kinh mà tác giả đưa ra cho chủ đề này. Thì tác giả còn nói rằng những câu kinh mà nói về vấn đề này nó còn nhiều nữa, nhưng mà ở đây chỉ đưa ra có bao nhiêu cái câu kinh này thôi. Thì chúng ta đến hadith. Hadith 571, ông Ibn Umar radiyallahu anhu thuật lại. Ông nói, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã cầm vai của tôi và nói, kun fit dunya ka annaka gharib aw abiru sabil. Thì hadith này chúng ta đã nghe rất nhiều. Nabi đã vỗ vai, cầm vai của ông Ibn Umar Abdullah. Ông nói, cậu hãy ở trên trần gian này giống như là một kẻ xa lạ, hoặc giống như là một lữ khách, tức là những kẻ qua đường thôi, những kẻ lữ hành thôi, chứ không phải là ngôi nhà của mình. Thì lúc đó ông Ibn Umar, thì sau này á, ông Ibn Umar thường nói, ông nói, khi mà ngươi nói với các những người tabi'in, những người học trò của ông sau này, thì ông nói, khi ngươi đang ở buổi chiều thì chớ đừng chờ đến sáng, và khi ngươi đang ở buổi sáng thì ngươi chớ chờ đến buổi chiều. Ngươi hãy tận dụng lúc khỏe mạnh cho lúc bệnh tật, và hãy tận dụng lúc còn sống cho cái chết của ngươi. Thì đó là lời khuyên của ông Ibn Ahmed đến những gì sahaba của ông thời đó, học trò của mình sau này. Thì hadith này chúng ta đã học rồi. Chúng ta xem lại, chúng ta trở lại chương 55. Chúng ta sẽ gặp cái hadith này inshallah. Hadith 572. Thì ông hadith này do ông Ibn Umar Abdullah thuật lại rằng, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói, ma haqqum ri'im muslimin lahu shay yusi fihi yabitu laylatain illa wasiyatuhu maktubatun indahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói, bất cứ người Muslim nào mà nếu như y có một thứ gì đó cần phải di chúc lại từ tài sản của mình á, thì y hãy viết sẵn tờ di chúc đó cho thứ đó, cứ sau mỗi hai đêm, tức là mỗi hai đêm là ghi thường xuyên như vậy. Thì hadith này do Bukhari và Muslim ghi lại. Còn trong lời dẫn của riêng Muslim thì nói là cứ sau ba đêm. Ông Ibn Umar nói rằng, kể từ khi mà tôi nghe được cái lời nói này của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam thì cứ mỗi đêm, tức là hàng đêm, tôi đều viết tờ di chúc sẵn và để bên mình.
Thì đó là Ibn Umar. Chúng ta thấy các vị Sahaba lúc nào cũng vậy, khi họ nghe được một cái điều gì đó họ đều làm ngay, họ cố gắng làm. Bài học từ hadith này, đó là bài học thứ nhất, hadith khuyến khích người tín đồ Muslim chúng ta tranh thủ sớm. Chúng ta phải tranh thủ giết di chúc, bởi không ai trong chúng ta biết được bao giờ mình phải đối diện với cái chết. Tuy nhiên, đây là cái di chúc cho cái việc làm từ thiện, làm sao ta có. Còn mà đối với mà di chúc mà để trả nợ, để thanh toán nợ, hay là những cái di chúc mà chúng ta gửi gắm là phải hoàn trả lại những cái tính dực cho cái người chủ nhân của nó, thì đó là wajib, tức là bắt buộc. Phải đó không ạ? Rồi, bài học thứ hai từ hadith, đó là chúng ta biết, hãy biết rằng cái việc mà di chúc là không phải là chỉ dành cho cái người bệnh, hay mà ngay cả những người còn đang khỏe mạnh thì họ cũng cần nên viết cái di chúc này, bởi đó là điều sunnah, giống như là Nabi đã bảo chúng ta. Bài học cuối cùng của hadith, đó là người có đức tin chúng ta, người có tin chúng ta là phải luôn lúc nào cũng cần phải ở trong tư thế sẵn sàng cho cái chết. Chúng ta phải luôn ở tư thế này, lúc nào cũng vậy. Chúng ta thường xuyên nghĩ đến cái chết, đó mới là cách khôn ngoan nhất để chúng ta có thể chuẩn bị cho cái cuộc hành trình của mình sắp tới. Hadith 573, ông Anas bin Malik radhiyallahu anhu thuật lại rằng, thì trong một hadith ông nói là thiên sứ Muhammad SAW đã kể lên cái mặt cát trước mặt của mình một cái đường kẻ, thì người nói đây là con người. Sau đó lại người lại kẻ một cái vật thứ hai gần kế người đó, người nói đây là cái chết. Sau đó người giới xa xa ra, người kẻ một cái đường thẳng nữa, và người nói đó là cái ước muốn tương lai. Thì là bị nói con người á, cứ cố gắng, cứ nỗ lực, cứ phấn đấu để tìm kiếm những thứ ở tương lai, là chúng ta cứ ráng làm để có tiền. Cho nên ta nói 2 năm nữa sẽ được nhiêu tiền, rồi 3 năm nữa mình sẽ ráng làm có căn nhà, rồi 6 năm nữa sẽ được cái gì đấy, được cái gì đấy. Nhưng mà trong lúc cái người đó cứ loay quay tìm kiếm những cái ước muốn ở tương lai như vậy đó, thì cái chết, cái gần nhất, cái vạch gần nhất đối với con người á, nó đến với y trước khi y chạm đến được những ước muốn của mình ở trong tương lai. Mình đã vạch định, mình đã tính toán, mình đã cố gắng gì, mình nói mình sẽ đạt được, và mình tưởng rằng mình sẽ sắp đạt được điều đó rồi. Thì đó là ý của hadith. Bài học từ hadith này, đó là hadith muốn cho chúng ta biết rằng con người chúng ta thường cứ mãi mãi thừa cứng, lúc nào cũng lo toan đến cái ước muốn tương lai. Như Sma nói hồi nãy, thì chẳng hạn như là trong 2 năm tới là mình sẽ phải được 200 triệu, hay là 5 năm tới mình sẽ xây một cái, những người nào mà có lương nhiều á, chẳng hạn như là một lương tháng 30 triệu, 50 triệu, thì cái vấn đề này họ mơ ước dữ lắm, đúng không ạ? 2 năm tới mình phải được bao nhiêu, rồi 5 năm tới mình sẽ biệt thự, 10 năm tới mình ngay cả mua du thuyền, dần dần, không hết được. Nhưng mà hầu như con người chúng ta thì ít nghĩ tới rằng mình sẽ chết, và cái chết có thể đang rất gần, và người đó sẽ gặp cái chết trước khi chạm đến cái ước muốn mà người đó đã tính toán, đã lên kế hoạch rất là chặt chẽ, rất là kỹ lưỡng ở phía trước. Bài học thứ hai, đó là hadith như muốn nhắc nhở người tín đồ Muslim chúng ta cần phải luôn nghĩ tới cái chết thường xuyên, lúc nào cũng vậy, và chúng ta phải luôn ở trong tư thế chuẩn bị và sẵn sàng tiếp đón nó. Hadith 574, ông Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thuật lại, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã vẽ một cái hình chữ nhật, rồi Nabi lại vẽ tiếp tục một cái đường thẳng dài từ cái đầu bên đây sang bên kia, đúng không? Và lồi ra ngoài cái hình chữ nhật luôn. Rồi trên cái đường thẳng đó, Nabi đã vẽ những cái vạch thẳng đứng,
mà cái vạch thẳng đứng này nó không có bằng nhau mà nó cứ chênh lệch nhau, phải không ạ? Rồi Gia Nabi nói cái biểu tượng đó chính là con người, được chưa? Rồi Gia Nabi nói cái đường, cái chu vi hình chữ nhật đó, đó là cái chết. Thì cái chết nó luôn luôn bao vây chúng ta, bao vây con người, phải không? Còn cái đường thẳng, cái đường thẳng mà nó dư ra cái hình chữ nhật đó, thì đó là cái ước muốn ở tương lai mà chúng ta thường cứ lo toan tính cho tương lai. Mình cần cái gì mà làm cái này, như Sma nói hồi nãy. Còn những cái vạch trên cái đường thẳng đó mà nó chênh lệch nhau, đó là cái sự thăng trầm của đời, cuộc đời chúng ta trên thế gian này. Thì Nabi nói, thì chúng ta nghe là kỹ, Nabi nói vậy. Đây là biểu tượng đó, Nabi nói khúc cuối, Nabi nói nếu một điều không tốt, Nabi đang nói những cái thăng trầm á, những cái vạch chênh lệch nhau á, thì Nabi nói nếu một điều không tốt lành này không rơi trúng y, tức là Allah ban xuống những cái điều không tốt lành, những cái tai họa, thì nhiều lúc người đó tránh được do sự toan tính đó, hiểu không? Tính rồi tránh được, nhưng mà y sẽ gặp phải một cái tai họa khác. Và nếu y thoát khỏi cái nạn này thì y sẽ rơi vào cái nạn khác. Ý nói cuộc đời chúng ta nó không có bằng phẳng, nó sẽ có sự thăng trầm, chúng ta phải đối mặt với cái sự thử thách đó và chúng ta sẽ đi mãi trong tương lai. Thì đó là cuộc đời của con người. Thì đó là thí dụ. Bài học thứ nhất từ hadith này, đó là hadith cho chúng ta thấy thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta là một người luôn rất quan tâm, và người lúc nào cũng muốn là khi mà người giảng giải một điều gì đó, người truyền đạt cái bức thông điệp của Allah subhanahu wa ta'ala, thì người muốn cái vị sahaba hay là những cái người tín đồ phải tiếp thu được và hiểu được một cách tốt nhất từ cái sự truyền đạt của mình. Rồi bài học thứ hai, đó là hadith này dạy chúng ta một cái bài học, một cái phương pháp, đó là khi chúng ta giảng giải tốt, chúng ta muốn giảng giải được để cho cái người nghe hiểu tốt, thì chúng ta nên giảng giải qua các hình ảnh thí dụ. Thì đây là một cái phương pháp hiệu quả để cho cái người tiếp thu mà họ hiểu được cái vấn đề nhanh nhất và dễ dàng nhất. Bài học tiếp theo nữa từ hadith, đó là hadith kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến cái chết, bởi vì nó, cái chết giống như cái hình chữ nhật, thấy không ạ? Nó luôn dây bủa chúng ta. Và bài học tiếp theo nữa, đó là hadith muốn nhắc người tín đồ Muslim chúng ta rằng cuộc đời mỗi con người chỉ là một thời hạn ngắn ngủi vô cùng, nhưng chúng ta lại phải đối mặt với nhiều thử thách, hiểu không ạ? Giống như những cái vạch thăng trầm á, cái vạch trên cao thấp trên cái đường. Và thứ ba, bài học tiếp theo nữa, bài học cuối cùng của hadith, đó là hadith muốn gửi đến chúng ta một thông điệp, đó là con người thường cứ nghĩ mình sẽ đạt được những gì mình ước muốn ở tương lai qua sự cố gắng, qua sự nỗ lực tìm kiếm những nguyên nhân cho cái, cho những cái ước muốn của mình. Nhưng rồi người chúng ta lại không nghĩ rằng cái chết nó đang rình rập chúng ta, nó đang chờ phục kích chúng ta từ mọi phía, giống như cái hình chữ nhật, và nó có thể chụp lấy chúng ta trước khi chúng ta đến được, chạm đến được với những ước muốn mà chúng ta đã dật định, chúng ta đã khao khát, chúng ta đã cố gắng tìm đến nó. Hadith 575, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Badiru bil a'ma sab'an, các ngươi hãy tranh thủ làm những điều, những cái việc làm thiện tốt và ngoan đạo trước khi mà bảy cái tai họa nó ập đến. Thì Nabi kể ra, Nabi lại nói, kể ra bằng những câu hỏi. Nabi nói: Hal tanzuruna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiya aw maradan mufsida aw haraman mufannida aw mautan mujhiza aw ad-dajjal fa sharru ghaibin yuntadharu
Au as-sa'ata fas-sa'atu adha wa amaru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: các ngươi hãy tranh thủ làm những việc làm tốt và ngoan đạo trước khi bảy tai ách ập đến. Đó là gì? Nabi nói: chẳng lẽ các ngươi chờ đến lúc nghèo khổ làm cho các ngươi quên đi bổn phận, hoặc chờ đến lúc giàu có làm cho các ngươi trở nên tham lam, hoặc chờ đến lúc bệnh tật cản trở mọi hành động của các ngươi, hoặc chờ đến lúc già nua làm cho các ngươi không còn ổn định về tinh thần, hoặc chờ đến lúc cái chết đột ngột túm lấy các ngươi làm cho các ngươi trở tay không kịp, hoặc chờ đến lúc Dajjal xuất hiện sẽ thử thách các ngươi. Và Nabi nói thêm, và thật chà là thứ sẽ đến mang lại tai họa lớn nhất. Hoặc các ngươi chờ đến lúc giờ tận thế xảy ra, và đó là thời khắc đau đớn và cay đắng nhất. Tức là chẳng lẽ các ngươi lại chờ đến những thời khắc đó để các ngươi mới hành động, mới hành đạo, mới thờ phượng Allah hay sao? Thì đó là ý hadith. Bài học từ hadith, bài học thứ nhất đó là hadith nhắc người tín đồ Muslim chúng ta phải biết tận dụng lúc chúng ta còn khỏe mạnh, lúc chúng ta còn sức lực, lúc chúng ta còn trẻ và lúc chúng ta còn bằng an và còn phồn thịnh, chúng ta không vướng bận, chúng ta còn nhiều thời gian để hành đạo, nhiều thời gian để làm từ thiện, thì chúng ta hãy tranh thủ mà tận dụng những thứ đó trong con đường thờ phượng Allah Subhanahu wa Taala, trong con đường làm nhiều việc ngoan đạo và thiện tốt, bởi đó là lương thực của chúng ta ở ngày sau cho cuộc hành trình của chúng ta trở về với Allah Subhanahu wa Taala. Và bài học tiếp theo nữa từ hadith đó là thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam của chúng ta cho chúng ta biết rằng những thứ cản trở chúng ta trong con đường thờ phượng Allah và làm điều thiện tốt và ngoan đạo, tức là những thứ cản trở chúng ta trên bước đường, trên con đường, trên cái cuộc hành trình đến với Allah Subhanahu wa Taala, không chỉ là chỉ có cái nghèo, bệnh tật và tuổi già, mà nó còn có sự giàu có nữa. Nếu chúng ta giàu có, đó cũng là một sự thử thách, một sự cản trở chúng ta nếu chúng ta không biết tận dụng sự giàu có đó với Allah Subhanahu wa Taala. Cái chết, còn có cái chết, và còn có Dajjal, và còn có giờ tận thế đang đợi phía trước mặt của chúng ta. Thì đó là những bài học chúng ta rút ra từ hadith. Hadith 576, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Aksiru min zikri hadhi mitlazzat." Hadhi mitlazzat, đó là cái chết. Nabi nói: các ngươi hãy nghĩ nhiều đến cái chết. Đây là lời nói quá rõ ràng về cái chết. Nabi nói các ngươi hãy nghĩ nhiều. Nabi không nói là các ngươi hãy nghĩ đến cái chết, mà Nabi nói các ngươi hãy nghĩ nhiều đến cái chết. Thì hadith như muốn khuyến khích và kêu gọi người Muslim chúng ta lúc chúng ta bệnh tật hay là lúc chúng ta còn khỏe mạnh, chúng ta phải nên nghĩ nhiều và thật nhiều đến cái chết. Bởi vì chúng ta nghĩ được như vậy thì điều đó sẽ giúp chúng ta tránh được những cái việc làm trái đạo, những cái việc làm bất tuân Allah Subhanahu wa Taala. Khi chúng ta nghĩ được như vậy thì cái điều đó sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho cuộc hành trình trở về với Allah Subhanahu wa Taala. Hadith cuối cùng inshallah. Ông Ubay bin Ka'ab thuật lại, ông nói có một lần nọ vào lúc mà 1/3 của đêm đã trôi qua thì thiên sứ Muhammad đang ngủ thì người thức dậy và người hô gọi với một tiếng gọi, với một cái tâm trạng rất là hoang mang lo sợ. Người nói: Ayyuhannas uzkurullah uzkurullah ja'atir rajifa tatba'uha ar-radifa ja'a al-maut bima fi ja'a al-maut bima fi. Nabi thức dậy là bị hoang mang, là bị lo sợ, là bị hô gọi to lên như vậy. Thì cái lời nói của Nabi như thế nào? Nabi nói: này hỡi mọi người, các ngươi hãy tụng niệm Allah, các ngươi hãy tụng niệm Allah. Nabi thức dậy, Nabi nói subhanallah trong tâm trạng lo sẵn kinh hoàng mang như vậy. Quả thật tiếng còi rajifa,
thì Roger phải là một cái tiếng còi đầu tiên được thổi lên để làm rung chuyển toàn bộ vũ trụ và làm cho một sự sống kết thúc. Thì đây là tiếng còi cho giờ tận thế. Đây là tiếng còi thứ nhất. Thì Nabi nói tiếng còi Rojifa đã đến, và theo sau đó là tiếng còi Rodifa. Thì Rodifa là tiếng còi phục sinh. Rồi Nabi nói cái chết đã đến toàn bộ, cái chết đã đến toàn bộ. Thì đó là cái lời nói sau khi mà Nabi ngủ, Nabi thức dậy, Nabi nói trong một cái tâm trạng rất là hoang mang, rất là lo sợ. Thì lúc đó ông Ubay bin Ka'ab mới nói: thưa thiên sứ của Allah, trong lời cầu nguyện của tôi á, tôi đã, tức là mỗi lần mà tôi dua cầu xin Allah cho tôi á, thì tôi thường salawat cho người. Thì salawat có nghĩa là gì? Tức là Allahumma salli ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam, phải không ạ? Thì cái ý nghĩa của từ salawat này nó có nghĩa là cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban thêm phúc lành và nâng cao cái bậc cấp thêm nữa cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam trong thiên đàng. Thì ông Ubay bin Ka'ab mới nói là trong tôi cầu nguyện á, mỗi lần tôi cầu nguyện là tôi đã salawat nhiều cho người. Thì ông ta hỏi, tôi hỏi Nabi, vậy chứ tôi nên salawat cho người bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là được khi mà cầu nguyện? Bởi vì có một hadith Nabi nói các ngươi hãy cầu nguyện và đừng quên cầu, đừng quên salawat cho ta. Bởi vì khi chúng ta salawat cho Nabi thì cái lời cầu nguyện chúng ta sẽ được chấp nhận. Thì ông Ubay bin Ka'ab nói là phải nên salawat cho người bao nhiêu. Thì lúc đó Nabi nói, sallallahu alaihi nói tùy ngươi muốn. Thì ông ta lại nói 1/4, tức là 1/4 của sự cầu nguyện. Thì Nabi nói nếu muốn ngươi hãy làm thêm nữa, điều đó tốt hơn cho ngươi. Thì ông Ubay bin Ka'ab lại nói 1/2. Thì Nabi lại nói nếu muốn ngươi hãy thêm nữa, điều đó tốt hơn cho ngươi. Ông Ubay bin Ka'ab lại nói vậy tôi sẽ làm, tức là salawat cho người 2/3 của lời cầu nguyện cho tôi. Thì Nabi nói nếu muốn ngươi hãy thêm nữa, điều đó tốt cho ngươi. Thì lúc bây giờ sau đó ông Ubay bin Ka'ab mới nói vậy tôi sẽ salawat cho người trong toàn bộ sự cầu nguyện của tôi. Có nghĩa là gì? Cứ muốn cầu xin Allah điều gì thì ông ta chỉ salawat cho Nabi. Thì lúc bây giờ Nabi mới nói idhan tukfa hammaka wa yukfaru laka dhanbuk. Nabi nói như vậy, nếu như vậy thì mọi sự buồn phiền và lo lắng của ngươi sẽ được giải tỏa và tội lỗi của ngươi sẽ được tha thứ. Tức là ngươi không lo gì cả, inshallah Allah sẽ ban cho ngươi vào thiên đàng. Mọi thứ lời cầu nguyện sẽ được chấp nhận. Thường chúng ta cầu xin Allah chúng ta ít có salawat cho Nabi, phải không ạ? Khi chúng ta nghe được hadith này chúng ta hãy cố gắng salawat cho Nabi. Cứ mỗi khi chúng ta đã cầu xin rồi, chúng ta đừng bao giờ kết thúc cái bài cầu xin của mình ngoại trừ đó là lời salawat cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Càng nhiều càng tốt, bởi đó là nguyên nhân mà Allah sẽ chấp nhận cái lời dua của chúng ta. Bài học từ hadith này đó là hadith kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta nhiều tụng niệm hơn nữa, tức là nhiều tụng niệm. Và chúng ta phải luôn luôn ở trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Lúc nào nó đến chúng ta đi với một tâm trạng không sợ hãi, bởi vì chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ cái hành trang của mình. Bài học thứ hai đó là hadith kêu gọi người tín đồ Muslim salawat cho thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, đặc biệt là trong lúc dua, tức là chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu xin khứng giá Allah subhanahu wa ta'ala. Thì có một phần bổ sung thêm một chút nữa. Khi chúng ta nói về cái chết, khi chúng ta nói về cuộc sống trần gian này, thì ở đây Usman bắt gặp có một cái câu kinh. Đó là Allah phán rằng وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Allah subhanahu phán rằng người Muhammad hãy đưa hình ảnh thí dụ cho họ về đời sống trần tục để họ chiêm nghiệm rằng nó giống như hình ảnh của nước mưa mà ta đã ban từ trên trời xuống. Allah subhanahu wa ta'ala bảo Nabi đem cái cuộc sống trần gian này, thế giới trần gian này,
ví nó giống như là nước mưa từ trên trời rơi xuống. Tại sao? Tại sao Allah lại ví đời sống trần gian này giống như nước mưa? Thì học giả nhà tafsir Al-Qurtubi đã nói, ông nói Allah ví đời sống trần gian này giống như nước mưa là bởi vì cả hai, tức là nước mưa và đời sống trần gian, nó có cùng những đặc điểm chung. Thì ông đã liệt kê những đặc điểm chung sau đây. Chúng ta nghe, có 4 đặc điểm. Nước mưa, thứ nhất, nước mưa không cố định một chỗ, tức là nước mưa nó sẽ biến đổi. Từ nước mưa nó sẽ di chuyển xuống, chạy ra sông rồi chạy ra biển, rồi từ biển bốc hơi thành nước mưa, phải không ạ? Không thay đổi. Thì cuộc sống trần gian cũng như vậy. Cuộc sống trần gian sẽ không ở nguyên trên một hoàn cảnh, mà cuộc sống trần gian sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Đó là điểm chung thứ nhất. Điểm chung thứ hai mà ông học giả Qurtubi đưa ra, đó là nước mưa sẽ chấm dứt chứ không còn mãi. Tức là mưa khi mà nó đổ xuống rồi nó sẽ hết, phải không ạ? Sẽ dứt. Mưa tạnh á, có mưa hoài không? Thì cuộc sống trần gian cũng sẽ kết thúc giống như vậy, và nó cũng sẽ không còn mãi như vậy. Từ đó điểm chung thứ hai. Và điểm chung thứ ba, ông học giả Qurtubi nói nước mưa có lúc mang lại tai họa. Tương tự, trong cuộc sống trần gian này chắc chắn sẽ có những biến cố không thể tránh khỏi được. Đó là điểm chung thứ ba. Và điểm chung cuối cùng mà ông học giả Qurtubi đưa ra để giải thích cho lý do tại sao mà nó lại ví cuộc sống trần gian giống như là nước mưa, thì ông nói nếu lượng mưa vừa đủ thì sẽ mang lại điều phúc lành, nhưng nếu lượng mưa mà nó quá mức thì nó sẽ gây một tai họa vô cùng khủng khiếp, phải không ạ? Tương tự, cuộc sống trần gian này nếu ai sống vừa đủ với lợi ích của nó thì sẽ phúc lành, nhưng nếu quá tham lam, quá tham vọng, tức là chỉ biết quan tâm, lúc nào cũng quan tâm đến cuộc sống trần gian, thì người đó sẽ mang họa vào thân vào ngày sau. Thì đó là 4 đặc điểm, 4 lý do mà học giả của Qurtubi nói rằng đó là lý do tại sao mà Allah lại bảo Nabi Muhammad SAW nói trong câu kinh rằng hãy đưa ra cái hình ảnh thí dụ cho họ, cho con người á, về đời sống trần tục để họ chiêm nghiệm, để họ suy ngẫm rằng nó giống như hình ảnh của nước mưa mà ta ban từ trên trời xuống. Thì đây là cái phần bổ sung thêm. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala ban nhiều điều hữu ích cho chúng ta qua những gì chúng ta học được và nghe được từ những cái hadith của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala luôn phù hộ và hướng dẫn trái tim chúng ta luôn luôn biết nghĩ đến cái chết, luôn luôn biết nghĩ đến Allah Subhanahu wa Ta'ala, và luôn luôn biết nghĩ đến ngôi nhà của chúng ta ở cõi đời sau. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.